Rồi cho Bao Phi gửi lời chào đến quý vị và các bạn nha. Cũng chúc quý vị và các bạn một ngày mới có nhiều sức khỏe. Hôm nay anh Châu ảnh còn mấy cây phong ai quý vị. Cũng muốn giao lưu gửi đến quý vị và các bạn gần xa. Rồi em chào anh Châu. Chào Bao Phi, chào các anh em. Hôm nay mình còn mấy cây phôi với mấy cây tàn. Mà mấy cây tàn mình thì mình bán chung một lô. Mấy cây phôi thì bán đem ai mua lô được, bán lô, còn lô thì mua từ cây. Nên tham khảo không, bây giờ mình không phong nha. Đây là cây số 1 nha anh em. Cái này bỏ đế thì nó thường thôi. Nhưng mà có cái dáng thì nó quá quái nè. Dáng quá đẹp quá vậy. Chiều cao nó là 1m nè. Tới đây nha nè. Nên cái dáng này nè. Đặt dáng lông nha nè. Uống lên ha. À, bây giờ bên đây thì giống còn cái ngọc như ý nha. À, rồi, trang không? Tôi nói là 33 anh em ha. Hoành là 33. Cái bộ này có giá cho anh em là 2 triệu đồng. Đấy là bình thường. Cũng 24 giờ đều. Nhưng mà đẹp thì không đẹp thôi chứ cũng được, chứ không xấu. Rồi xuống cây luôn anh. Cây số 1 giá 2 triệu luôn quý vị. Cây số 2 em ơi. Chiều cao đó là 70 anh em. Bộ đế đẹp anh em. 31 anh em. À, cái này là bộ đế đẹp. Cây là cây số 2. Là cái giá cho anh em 1,5 triệu nha anh em. Rồi cây số 2 giá 1,5 triệu luôn quý vị. Đây nó có ù hả? Nó muốn xù anh em ơi. Nó muốn bể xù nè. Cột mà. Coi coi nè, có đế thế đẹp. 1,5 triệu nè. Rồi xuống cây lên Châu ơi. Một phép lẻ sáu anh em ơi, cái này đẹp quá nghe nè, đi chặt nó khá đều ha. 31 anh em ơi. Bộ đế đẹp nè. Đế quá đẹp luôn anh em. Cái này có giá cho anh em 2,5 triệu anh em. Cây số 3. Rồi cây số 3 giá 2,5 triệu luôn quý vị. Rồi kỹ bộ đế cho anh em coi, bộ đế quá đẹp. Này giờ cũng giống thú nghe nè, nó chót đuôi ra nghe anh em nha. Đấy lật nè anh em. Tay cầm đều nghe đẹp nghe anh em. Rồi, ba đây luôn. Ba mươi tới 59 nghe anh em. Chiều cao là 73 anh em ơi. Cái số 4.
Cái này 600 ngàn anh em. 4-600 ngàn. Rồi cây số 4 có giá 600 luôn quý vị. Cây số 5 dáng cũng hơi lắc lượng quý vị. Khúc trên lắc lượng. Một mét 15 anh em ơi. Muốn sù nghe anh em. Bẻ nha, sù cóc à. 27 anh em ơi, tới 56 đi. 55 ngàn anh em ơi. Cây số 5 có giá số 5 luôn, 500 luôn quý vị. Còn số xuống cây luôn cho. Quá nặng anh em ơi. Chắc cái này bán 500 lỗ vốn quá. Chiều cao 89 anh em ơi. Hai mươi lăm đến 54 đi anh em ơi. 500 luôn anh em ơi. Cây là cây số 6 ha. Ủa, cây số mấy? Cây số 6. 6 đúng rồi. 500 anh em ơi. Xếp hết 200 rồi nha quý vị. Cây này tí tin quá. Này nó trước xếp mình chủ đất bớt suốt nha anh em. Quá nặng. Đất nặng quá anh em ơi. Rồi xuống cây luôn. Mấy em làm cái dừa nhẹ á. Tại mình mai vườn đất rồi phải nha vậy. Số 7 anh em ơi. Một mét anh em. 26 anh em ơi. Rồi 600 ngàn luôn. Bộ đế đẹp nha nam, củ đế nha nam, củ đế à, bộ đế đẹp à, 600 ngàn. Rồi rồi xuống cây. Cây số 7 vô đây, bự quá không mở đâu. Cây nào mở anh kè gây chưa, cây đó cũng bự lắm. Đây cây số 7 anh em ơi. 7 này cây số 8. Ờ cây này cây số 8 nha nè. Số 8 nha quý vị. Cái này bà hỏi ông kia đặt mua rồi mà đã rồi, để hoài nó xịt luôn rồi. Mà anh là để lấy hoài. Rồi okay. Nay đã rồi anh là dài dở chết rồi không được luôn rồi. Cái này nặng mình không có lên bàn được, cũng mong quý vị thông cảm nha. Mình cũng quay chi tiết cho quý vị hết. Đây là cây số 8 nha anh em. Đế đẹp lắm anh em ơi. Mình đó chơi nha anh em. 31 đến 30 nghe nè em. Là có dòng trên nha. Nói chứ còn khủ nghe nè em. Khủ là 50 nghe nè em. 50. Hồi nãy tôi dòng trên. Đây cây đẹp lắm nè. Xịt rồi nè, mạnh lắm em. Xịt ra hết rồi. Nhảy hết rồi nha anh em. Rồi cây số 8 báo giá luôn cho. Cái này có giá là 4 triệu cho anh em. Rồi cây số 8 báo giá 4 triệu luôn quý vị. Cây số 9 nè. Cây số 9 rồi, cây này là thần chậu nha anh em. Cây này là thần chậu rồi, ta đang chơi nhưng mà ta không chơi nữa. Cái này em để cho cái cây nó luôn thật đó à, để mấy ngày nay rồi không mua này xịt được luôn rồi, cái này cũng ra được luôn rồi anh em, cái nào cũng xịt luôn rồi. Cái này là hết mình con lại, mình con nhẹ lại chứ cái này là tàn chơi luôn rồi. Để mình đo cái quầm trên em coi. Đo trên nha anh em, đo dưới cầu anh nói mình đoàn vàng 35 tính 34 rồi nghe anh em. Đó.
Tôi đi đo chứ đúng đúng là đo đó ở đây nè. Đúng đo là 38 nè. Nè. Nè nãy ra nè, xịt nè anh em nè. Nè xịt cái nhí hết rồi nè, ra hết rồi nè. Nè xịt ra hết ráo rồi. Chiều cao đó là 2 mét anh em ơi. Chỉ cần đều nha. Mấy cây này chắc sợ bán xa xiết anh em gãy cành uổng quá. Cái này chắc bán cái này chừng 200 km à. 150 vậy đó được giá thì chim bướm nó ôm chở cho đi coi chứ giờ cây này mà phải vô nó gãy cành uổng cái này. Mấy cái nhạo đẹp quá mà uổng lắm. Mấy thằng xiết ảo lắm anh em ơi. Rồi cây số 9 giá sao luôn anh? Cái này với luôn đây là 4 triệu luôn. Rồi cây số 9 có giá 4 triệu luôn quý vị. Chỉ cành nào qua đều cho anh em coi. Cái này bảo đế thì nó gam bốn nó đều thôi chứ nó không đẹp nha anh em. Đây đây, bên đây cũng có đế bự. Qua đều để anh em coi. Còn chi cành là khỏi chê nha anh em. Nó bảo đế này thường thôi không đẹp. Vừa. Còn chi cành này là khỏi chê nha anh em. Không thiếu một tay nào hết nha. Cái này mai đang chơi nha anh em. Đó, gió đột không nè. Lên lên lắc luôn rồi nha. Nè nó xịt nè, nó mạnh lắm nó ra nè. Mấy ngày nay xịt ra nè nè, ra hết rồi. Là cây này là cây số 9 ha. 9. Rồi, em còn 40 mai tàn. Em cho lưu 24 cây em mới bán nha. Tại vì mấy cây ta tàn này sẽ tải chở chứ không xếp được. Đây cây này cũng là thành phẩm rồi, chơi rồi anh em ơi. Cây này là chơi 1 năm rồi, 2 năm rồi. Nó chơi được 5 rồi. Nè, chỉ cần là điều phải nói nghe nè. Cái này là thần chậu rồi nghe anh em. Này móc cái bụng nè, nó cây này là chơi là khỏi sợ. Anh em giờ chơi là khỏi sợ mất sức, giờ tết chơi ok. Khúc cái này là 42 nghe anh em. Có hai hoành cho anh em coi tham khảo đi. Nè khúc trên này là 39 nha. Còn nếu mà so xuống tới đây là nó 48 nghe anh em. Nha. Đó là hai lần là cục củ đế nè anh em nè. Nhưng tại vì nó là hơn chậu rồi, nó môi đứt ba cái để cám của nó nghe anh em, nó dày thôi. Chiều cao nó khoảng là, nếu mà lấy luôn cái chót này là khoảng 2m2 anh em à. Đó, lên này cũng như dáng lắc lượng nè. Rồi quay bộ đế này cho anh em coi cái bộ này nè. Đó thì quay cho. Nè quay đi. Đó mặt bên đây nha anh em, đây cũng đủ nha anh em nè. Đủ giò ra hết nha nè. Mở một lọc luôn nè. Đó mặt trước đó anh em ha. Đây là mặt mua lưng. Ở đây là cái mặt mua lưng nha. Đó. Cái này nếu mà đúng theo giá nó bán là khoảng 6 triệu đó. Rồi cái cây là cây là số 10. Nhưng mà hợp cây số 9 thôi. Bắt đầu cái cây số cái là cây của mấy cây tàn nha em. Đây là cây số 11 nha em. Đây bà hỏi em xả ra nay ra lại nè em. Nó cũng thần chậu rồi nha. Em xả này nay sạch sạch ra nè. Tay chân cành nè em. Điêu. Cái này ai mua rồi nghe em, chứ được rồi nghe em. Ba mươi sáu ha anh em ha. Là đó này cho nó xuống suối dưới chút. Là 39. Nó cao chắc khoảng 2 mét. Khoảng 2 mét rưỡi á. 2 mét rưỡi 26 nha anh em. Chỉ cần tay đều. À, chân cần tay đó nè anh em. Rất đẹp, bẻ nhạo đẹp lắm. Cái kia là cái chơi rồi nghe anh em. Mình về thuốc lá này nó xịt ra nè anh em, nó non ra rồi. Cái này thần chậu nha. Bộ đế này cũng có nha, chứ không phải không có nha. Nè, đây đây, đây cũng có nè. Đây. Đây nè. Cái này giá sao? Thì cái này khoảng là 5 triệu. Nhưng mà cái lô này em 4 cây lận. 4 cây rồi như vậy hết nguyên. Cây số 10 nè, cây số 11 nha anh em.
Tại cây này cây 12. Cây này cây 12 anh Châu. 12 phải không? Đây. Đo cho anh em coi cái hoành trước nha. Hoành anh đo ở dưới này là 38 ha nè. Em đo trên chút. Trên chút là 35 nha nè. Nè, bảo đế này cũng được chứ không có đến đổi nha. Đây nè, nè. Cũng đều nè anh em. Bên đó là 2 ba cộng nữa. Họ quay đế cho anh em coi luôn. Rồi đó. Đó, bộ đế nó cũng đều anh em. Nè anh em coi chân cạch đó nè, nó cũng có 2 mét mấy nha anh em. Chân cạch nó rất đều, cái này là năm khai mùa nha anh em. Dạ, cái này Tết là bông vô tư nha anh em. Cái cây này 2m3 hay 2m4 à. Nếu mà tới cái đoạn cánh ở đây là khoảng 2m nha anh em. Nha. Đoạn cánh này là 2m nhưng mà cái đặt cái nhánh này lên là 2m mấy nha. Rồi cây 12 qua cây 13. Rồi cây 13 là cây là 4 ngày tàn đó nha anh em. Mà cây này thì nó mới bẻ con 5 thôi. Tay nó mới con 5 thôi. Bên đây thì nó cái này nó bị rớt tay nó hơi lép nè. Có gì anh em chụp theo bên này mình bẻ qua đây. Cái này mình bẻ lại, bẻ lên là cái kính này nha anh em. Cái này thì nó gốc bự lắm nha. Đó là ngay cái thước nè. Nghe đây là vị trí là 41 ha anh em nha. 41 nha. Thôi cú đế đi đo đây mất công lắm. Nè. Coi nè, đế nè, cũng có đế rồi nha anh em. Nè. Đây cộng đây, cộng đây có cộng nha anh em. Đây có nha. Đây mai tàn mà có mơ nha anh em. Thân chậu hết rồi nha. Đây là chơi vô tư. Một tốt không nha anh em. Rồi 4 cây này anh báo giá sao luôn anh Châu? 4 cây nếu yếu mà 4 cây này á là mình báo giá cho anh em là 18 triệu. Mình bao cho anh em là 200 km. Đó, còn cái dùng mua từ cây mà con cây đáng là 6 triệu. Cái này 5 triệu. Đó, cây này cũng 5 triệu. Đó, như cây này 4 triệu là hai mấy triệu. Nếu mà anh em mua hết thì bán anh em 18 triệu. Đó là 4 cây. Tại vì mình đi một chuyến xe. Rồi anh em được, như luôn mình. Anh em có chịu hỏi không? Rồi cũng cảm ơn quý vị đã xem hết video clip, cũng rất mong quý vị và các bạn gần xa ủng hộ cho anh Châu.